Chúng ta còn một bài hội thoại nữa, đó là một bài hội thoại ở phần B, Names and Addresses, trang số 15, đó là page number 15. À, đây là một đoạn hội thoại giữa Miss Liên và Hoa, đúng không nào? Đây là gần như là cô giáo với cả học sinh đó. Thì cô Liên, cô sẽ hỏi bạn Hoa một số câu hỏi về cái thông tin cá nhân. Đấy, okay. Thì cô sẽ đọc mẫu cho các bạn để các bạn nghe nhé. Ok, đây là bài đọc của chúng ta. Đấy, ok. What's your family name, Hoa? It's Phạm. My middle name is Thị. How old are you? I'm 13. Where do you live? 12 Trần Hưng Đạo Street. Thank you, Hoa. Đấy, cái một bài hội thoại khá là ngắn, đúng không nào? Các bạn thấy nó khá là ngắn thôi. Đó là một cuộc nói chuyện, một conversation between cô giáo tên là Miss Liên và bạn Hoa. Chúng ta thấy có gì ạ? Chúng ta sẽ xuất hiện là family's name. À, từ mới cùng với các bạn, đúng không nào? It's Phạm. My middle name. Ok. And câu hỏi how old? How old thì các bạn cũng đã được nghe rồi. Ok. Where do you live? Hôm nay chúng ta sẽ có khá là nhiều câu hỏi dạng WH question. Vậy thì cô sẽ nhấn mạnh cho các bạn ở phần ngữ pháp sau. Vậy đây, cho family name là gì? Tên họ. Tên của dòng họ của chúng ta ấy. Ví dụ như bạn là Nguyễn Thị Lan chẳng hạn, thì Nguyễn chính là cái family name của bạn. Thế còn middle name, middle name là tên đệm. Thị thì chính là cái middle name này, đúng không ạ? Vậy cô Liên hỏi rằng là Hoa ơi, tên họ của em là gì nhỉ? Thì Hoa mới trả lời rằng là em họ Phạm ạ, đúng không nào? Và tên đệm của em là Thị. Như vậy là em là Phạm Thị Hoa, đúng không nào? Đấy, cái Miss Liên hỏi tiếp là how old are you? Tức là bạn bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em bao nhiêu tuổi? Thì bạn Hoa trả lời là I'm 13, tức bạn ấy 13 tuổi. Cô Liên hỏi tiếp, where do you live? Em đang sống ở đâu? Where do you live? Đây bạn trả lời là em sống ở 12 Trần Hưng Đạo, đúng không? Vậy thì đây là một cuộc hội thoại để hỏi về thông tin cá nhân. Khi mà có một bạn mới vào lớp, cũng đồng thời để giới thiệu cho những bạn khác biết, đúng không nào? Vậy thì trong cái này, chúng ta chỉ thấy xuất hiện có 3 từ mới. Ok. Cô sẽ cung cấp cho các bạn từ mới. Từ mới đầu tiên là family name, cô vừa nói cho các bạn. Đó là gì? Tên họ. Middle name là tên đệm. Và gì nữa nhỉ? Given name, chúng ta thấy có given name. Given name là tên mà bố mẹ chúng mình đặt cho mình, ông bà đặt cho chúng mình đó. Thì người ta gọi là tên riêng. Các bạn thấy này, family name, family nó thể hiện là cái gì? Cách để các bạn nhận biết được ba cái này, bởi vì ngày xưa mà các cô học cũng rất là nhiều bạn rất là hay nhầm giữa ba cái này. Thì vậy thì các bạn có một cái mẹo để nhớ được ba cái này cho cô không? Family là gia đình, đúng không ạ? Gia đình tức là cả gia đình có cùng một cái đó chung, thì như vậy nó phải là tên họ của từ bố đến anh chị em, đúng không ạ? Ngoại trừ mẹ, với mẹ là thuộc về dòng ngoại thì thường người ta không lấy tên họ, đúng không ạ? Đến thứ hai là middle name. Middle là giữa, đúng không? Từ nghĩa của nó là ở giữa. Ở giữa thì nó tương đương với tên đệm, đúng không? Và given, given tức là động từ gì đây ạ? Động từ to give. To give. Give ở nguyên thể nó nghĩa là cho ai, cho cái gì, đúng không nào? Vậy given tức là to be given. Cái này nó thành bằng to be given. Đó, to be given tức là được cho ai, được cho cái gì. Thì chúng ta học về thể bị động sang năm lớp 8, chúng ta học sâu hơn một chút. Năm nay chúng ta chỉ bắt đầu tìm hiểu thôi. Vậy thì đây là được cho bởi cái gì? Thì cái này là tên, cái thứ tên mà người ta cho chúng ta ấy, người ta đặt cho chúng ta ấy, đúng không? Thì chúng ta nhớ rằng đấy là tên riêng. Đấy, ví dụ như bây giờ vừa đấy bạn Hoa, đúng không nào? Bạn Hoa thì bạn ấy có họ tên là gì nhỉ? Phạm Thị Hoa. Đó, bạn Hoa có tên là Phạm Thị Hoa. Đấy, okay. Thì chúng ta có Phạm là gì đây? Chính là family name. Tên họ. Family name. Thị thì là gì? Middle name là tên đệm. Và gì nữa? Hoa là given name, là tên riêng.
Ok, đó. Thì ví dụ như bây giờ là cô là Lê Thị Hà chẳng hạn, thì Lê sẽ là tên họ, Thị sẽ là tên đệm, và Hoa là tên riêng, tức là Lê là family name. Lê is my family name, Thị is my middle name, and Hà is my given name. Đúng không nào? Vậy tương tự với những cái tên khác thì các em có thể ghép vào để phân biệt được ba cái này cho cô. Ok. Tương tự với những bài đọc trước thì với bài đọc này chúng ta sẽ dành ra mấy phút để chúng ta taking note nó để các bạn hiểu được, đúng không nào? Vậy thì chúng ta nhận thấy được rằng là đây chỉ là một cuộc nói chuyện, một cuộc phỏng vấn thôi giữa cô giáo Liên và bạn Hoa, đúng không ạ? Vậy chúng ta thấy xuất hiện có hai nhân vật của chúng ta ở đây nhé. Chúng ta vào phần taking note. Có hai nhân vật đấy. Nhân vật đầu tiên là gì nhỉ? Miss Liên. Và nhân vật thứ hai là gì? Hoa. Vậy thì Miss Liên tương đương với người gì đây? Người đưa ra câu hỏi. À, cô ấy asked. Hoặc là interviewer, tức là người phỏng vấn. Và đây Hoa thì là answer. Hoa là chuyên đi answer, trả lời câu hỏi. Đúng không ạ? Vậy thì đầu tiên, câu hỏi đầu tiên của cô Liên là cô hỏi bạn Hoa là gì đấy? What family name? À, như vậy ở câu hỏi này chúng ta để ý là chúng ta giữ lại cái what là cái gì và family name, hai cái yếu tố chính thôi. Tên của em, tên của tên họ của em là gì? Chúng ta chỉ cần để cái này thôi, what này. Family không nào? Và có dấu hỏi đây thì nghĩa là đây là đang thể hiện là một câu hỏi. Vậy bạn Hoa, bạn trả lời cô như thế nào? Bạn trả lời là it's Phạm. Vậy chúng ta chỉ cần trả lời là gì đây thôi? Phạm. Đó. Thế còn cô lại, bạn Hoa lại còn trả lời thêm là my middle name is Thị. Như vậy ở cái phần ý thứ nhất này chúng ta lại có hai yếu tố nhỏ, đó là bạn ấy nói là tên đệm của bạn ấy là gì? Thị. Ok, vậy Phạm thì sẽ tương đương với family được chưa nào? Câu tiếp theo là cô nên có hỏi là gì nhỉ? How old are you? Chúng ta chỉ cần để cái từ gì đây thôi. How old? Chắc chắn cấu trúc hỏi tuổi thì các bạn nhớ thì các bạn sẽ tự viết được thành đoạn rồi, đúng không nào? How old, và cũng để cho cô dấu hỏi là ý là người ta đang hỏi. Vậy bạn nên bạn trả lời, bạn Hoa bạn trả lời là sao? Thirteen. Như vậy chúng ta chỉ cần để 13 hoặc 13 years old. Đấy. Câu tiếp theo là Miss Lin này. Where do you live? À, ở câu từ này, câu này chúng ta chỉ cần gì đấy? Where là ở đâu? Live. Động từ chữ live là sống. Sống ở đâu? Đúng không nào? Thế bên này bạn đã trả lời là gì? 12 Trần Hưng Đạo, đúng không nào? Number 12, Trần Hưng Đạo. Street. Vậy thôi, ok. Như vậy, đây là một cuộc hội thoại khá là ngắn giữa hai cô trò, đúng không là để tìm hiểu một số thông tin cá nhân thôi. Nếu bạn nhớ cho cô là khi take note thì các bạn chỉ cần nhớ cái keyword của nó thôi. What family name? Khi viết thành câu thì các bạn phải thêm các thành phần khác để cho nó đầy đủ. Thì what family name là một cụm danh từ, chúng ta phải đi kèm với to be. Thì what is your family name? Đúng không nào? Hoặc là đây, how old là cấu trúc hỏi tuổi. Thì các bạn phải hỏi là how old are you? How old is she? How old are they? Đúng không nào? Thì chúng ta phải thêm thành phần khác. Ok, hoặc là where do you live? Where are you living? Đúng không nào? Ok. Đó, bây giờ chúng ta chuyển sang phần answer question. Answer the question. Ở đây chúng ta có bốn câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất này các bạn để ý. Who is Hoa talking to? À, bạn Hoa, bạn ấy đang nói chuyện với ai? Ok, thì câu này các bạn trả lời thế nào? Bạn Hoa đang nói chuyện với cô giáo Liên rồi, đúng không? Vậy chúng ta nói rằng Hoa is talking to Miss Liên. Đấy là câu hỏi, câu trả lời đầy đủ. Hoa is talking to Miss Hoặc là nếu như các bạn có thể trả lời vắn tắt thì các bạn trả lời rằng Miss Liên. Đó. Bình thường là các bạn trả lời với câu hỏi đầy đủ này thì sẽ hay hơn. Đến câu thứ hai các bạn hỏi này, what is Hoa family name? Các bạn nhìn lại cho cô xem là family name của bạn ấy là gì đây? Family names ở ý thứ hai, family name Phạm. Thế câu này chúng ta trả lời thế nào? Chúng ta trả lời vắn tắt là is Phạm, chỉ cần thế thôi.
đó là Phạm. Thì gắn câu hỏi chúng ta sẽ thấy rằng là bạn đang hỏi là family name, tức là tên họ của bạn là gì? Tên họ của bạn là Phạm, đúng không? Rồi, thì câu thứ ba nào. What is her middle name? À, middle name, các bạn thấy này, thấy xuất hiện ở cái phần trả lời của bạn Hoa này. Middle name is Thị. Như vậy chúng ta cũng trả lời tương tự như câu trên này. Is Thị. Đấy. Và câu cuối cùng chúng ta thấy ra đây. Where does she live? À, where does she live? Ở câu cuối cùng rồi, chúng ta thấy where live, right? À, 12 Trần Hưng Đạo Street. Vậy thì câu này chúng ta trả lời như thế nào? Okay. She lives. Nhưng mà đây là thì hiện tại đơn, các bạn phải cho thêm S đằng sau động từ to live, đúng không? At 12 Trần Hưng Đạo Street. Tiện đây thì cô nói thêm một chút này. Nếu như mà các bạn, bạn ấy không có cái địa chỉ chính xác là 12 Trần Hưng Đạo, mà các bạn ấy chỉ có mỗi cái tên phố thôi, là bạn ấy đang sống ở phố Trần Hưng Đạo chẳng hạn, thì các bạn không thể dùng giới từ ở đây là at được nữa, mà các bạn phải dùng giới từ on Trần Hưng Đạo Street. Hưng Đạo Street. Hoặc là bây giờ nếu mà nó không chính xác đến tận như thế này, mà nó chỉ ở một khu phố thôi, đúng là ví dụ như là in the old quarter, ở khu vực phố cổ của thành phố Hà Nội chẳng hạn, thì chúng ta lại phải dùng giới từ in. In the old quarter. In the old quarter. Đó, thì đây là giới từ in, đúng không nào? Okay. Thì đây là các giới từ mà đi kèm với cả cái việc trả lời về nơi trốn, đúng không ạ? Nếu như mà một địa chỉ chính xác thì các bạn để at cô. Nếu mà một địa chỉ chỉ trên phố thôi thì chúng ta để giới từ on, và nếu mà trong một vùng, một khu vực sống thì chúng ta dùng tới từ in, đúng không nào? Các bạn sẽ tạo thêm những câu hỏi tự các bạn trao đổi với nhau ở nhà nhé, để củng cố thêm cái phần bài đọc này.